Alo, chào mừng mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2018. Xin giới thiệu với mọi người một cái loài lan rừng mà được xếp vào trong là cái top 10 lan rừng Việt Nam quý hiếm và cần có trong vườn. Hôm nay thì lại có một cái loại đặc biệt nữa là nó còn nguyên bản nữa. Thì sau đây mời mọi người xem video nhé. Đây. Thì hiện tại hôm nay đây là hoàng thảo đơn cam, một trong những cái loại hoàng thảo mà cho hoa được đánh giá là đẹp, top 10 trong các loại lan rừng Việt Nam. Và đơn cam thì thường là nó thì hơi là khó chăm, nhưng mà khắc phục cái việc này thì hiện tại thì bà con lấy cái hàng đơn cam nguyên bản, tức là còn bám nguyên bản lên cây. Thì trong đây sẽ có một số trong một số lô sẽ có một số mầm là cái bộ rễ nó bị bong ra, thì mình có lấy ghim mình bấm lại cho nó chắc, tại vì thật ra cái rễ thằng đơn cam nó bấm không được chặt lắm, nó bám không được chặt vào cái thân cây. Trong đây thì mình có chia sẵn các cái phần này, các bạn thấy một phần như thế này là có 5 bụi, trong đó là có những mầm to nhỏ. Và cái lô đơn cam hôm nay là cái lô đơn cam, cái giống đơn cam luôn, tuy là nó ngắn nhưng mà nó lại rất là mập, và hiện tại chỉ cần một hai nó dài 1-2 cm là nó cũng đã có thể cho hoa rồi. Thì hiện tại nó đang trong cái giai đoạn là xuống lá, nó đã xuống gần như hoàn toàn rồi. Đó, thì các bạn lấy về là chơi hoa trong cái dịp mà Tết này luôn. Hiện tại một phần như thế này là có 5 mầm. Này các bạn, một phần này 5 mầm này. Đây. 5 mầm. 5 mầm. Đây 5 mầm. Đó. Thì có những mầm to nhỏ. Không quá to tại vì cái giống này là giống đơn cam luôn, chứ không phải là cái giống đơn cam dài. Đó. Giống luôn này thì nó khá là hiếm. Tuy nhiên thì nhỏ như thế này là cũng có thể cho hoa rồi, cho nên các bạn có thể xem đây. Dù mà nói đơn giản, một cái mầm rất là nhỏ, cỡ 1 cm thôi, mà các bạn thấy có 2 cái quả chưa? Có nghĩa là nó đã đủ trưởng thành để nó ra hoa. Và đơn cam thì tuy nó nhỏ thế này nhưng mà khi nó nở ra cái vòi bông thì rất là rực rỡ và màu cam cực kỳ là sặc sỡ và sai. Thằng này thì cũng tươi khá là lâu, khoảng 10 ngày. Rất là đẹp. Và cái số lượng hàng đơn cam này cũng khá là ít, chỉ được khoảng 10 phần thôi. Thì anh em nào mua thì các bạn tranh thủ liên lạc với số điện thoại của đại trên tiêu đề, thì bên mình sẽ ship code và thanh toán tại nhà. Vì cái giống đơn cam nó khá là đắt tiền, cho nên là một phần như thế này thì hiện tại mình bán với cái giá khá là rẻ và dễ chơi, đó là 350.000 một phần. Chưa bằng một mầm giả hạn, mà trong khi các bạn được 5 cái dây nguyên bản luôn. Thì chắc chắn sẽ hết rất là nhanh, cho nên anh em nào xác định mua thì các bạn chốt thật là nhanh qua cái số điện thoại để trên tiêu đề. Và các bạn lưu ý là mình nói là giống đơn cam, giống đơn cam luôn, nó rất là nhỏ. Trong một cái combo như thế này thì nó có khoảng 5 mầm và chỉ có vài mầm lớn, còn lại là các cái mầm nhỏ nhỏ. Tuy nhiên thì nhỏ nhưng mà nó vẫn đây này, 1 cm nó đã có hoa ra quả rồi. Đấy, các bạn chơi kiểu bonsai nghệ thuật ha. Rồi, anh em nào mua thì các bạn gọi điện ngay nha, không là hết sớm. Chào tất cả mọi người.